Bánh hỏi bà con đã biết bánh hỏi phải không bà con? Bánh hỏi nó rất tốt cho sức khỏe mà nó cũng dễ ăn. Nhưng mà riêng một số người, một số bệnh ở đây, vui lòng đừng ăn bánh hỏi. Nếu ta ăn bánh hỏi vào thì bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi nha bà con. Đó là người thừa cân, cao huyết áp, bệnh mỡ máu, bệnh béo phì, táo bón, khó tiêu, không ăn bánh hỏi với thịt mỡ. Bánh hỏi với thịt mỡ ăn vào thì rất là nguy hại cho sức khỏe của mình. Vui lòng đừng ăn bánh hỏi đối với những người có bệnh thế này. Ăn vào thì bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi, sức khỏe càng ngày càng xấu đi. Đó là những người thừa cân, cao huyết áp, bệnh mỡ máu, béo phì, táo bón, khó tiêu, mà cũng không nên ăn bánh hỏi với thịt mỡ để cho nó tốt cho sức khỏe và tốt cho căn bệnh của mình. Bà con ta chú ý. Nhưng mà ta ăn được bánh hỏi nó tốt cho sức khỏe là ăn 2 đĩa bánh hỏi là không quá 700 gram. Đó, không quá 700 gram. Bánh hỏi nó chứa nhiều tinh bột, chất béo, chất đạm. Nhưng mà không ăn quá 2 lần trong một tháng. Nên ăn buổi sáng, buổi trưa, buổi tối không ăn. Buổi tối chúng ta không nên ăn bánh hỏi, ăn chỉ buổi sáng, buổi trưa, buổi tối không nên ăn bánh hỏi. Bánh hỏi nó rất tốt. Chúng ta ăn 2 đĩa làm thế nào không quá 700 gram là được. Chia làm 2-3 lần ăn. Bánh hỏi nó chứa nhiều tinh bột, chất béo, chất đạm. Tốt quá bà con. Nhưng không quá 2 lần trên một tháng. Bà con nha, chúc bà con ta vui trẻ khỏe. Nhưng mà nhớ là bánh hỏi những người không ăn được là người thừa cân, cao huyết áp, bệnh mỡ máu, béo phì, táo bón, khó tiêu. Bánh hỏi không ăn thịt mỡ, những người này không ăn bánh hỏi cho nó tốt cho căn bệnh của mình và sức khỏe của mình. Chúc bà con ta vui trẻ khỏe đẹp nào nào. Xin chào.